Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Tân Sửu, tại công ty Tông Huy Viên số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, trang nghiêm tổ chức lễ an vị tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai tại trung tâm Liên Hoa Bảo Tháp, Tân Huy Viên. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Trong buổi lễ có sự hiện diện của ông Thái Tuấn, giám đốc công ty Tông Huy Viên, cùng gia đình, bạn bè và quý Phật tử gần xa về tham dự. Về phía Phật giáo Sóc Trăng có sự chứng minh và tham dự của 49 vị chư tôn đức tăng thuộc hệ phái Nam Tông và Bắc Tông, là trụ trì của các cơ sở tự viện trong địa bàn tỉnh. Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chu đáo, ông Thái Tuấn và phu nhân Lý Thục Chung đã cung nghinh chư tôn Đức Quang Lâm nơi tòa Bảo Tháp, thực hiện nghi thức nguyện hương và sải tịnh. Sau đó, toàn thể hội chúng đồng nhất tâm trí niệm 49 bí dược sư và niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nguyện ngày gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly. Được biết, ngày 14 tháng 8 năm 2019, công ty Tông Huy Viên tiến hành đúc và tôn tạo tượng Phật Dược Sư trong sự trang nghiêm và hoan hỷ của đồng bào bà con trong và ngoài nước. Sau hành trình không ngừng cố gắng của ông Thái Tuấn cùng các nghệ nhân, đầu năm 2021, tôn tượng đã được hoàn thành. Thực sự thì vào năm 2018, thì tôi có suy nghĩ về cái điểm du lịch của Tân Quy Viên đã có từ trước. Bây giờ tôi sẽ nghĩ ra một cái điểm nhấn. Thì điểm nhấn thì hiện nay đang làm cái Liên Hoa Bảo Tháp. Một là cái Liên Hoa Bảo Tháp này hình thức là về tâm linh, mà thực sự ra về các hoạt động không phải là tôn giáo, đó là nhân gian có quyền tín ngưỡng. Thực sự cái Liên Hoa Bảo Tháp này, Phật Dược Sư, thực sự tôi suy nghĩ ra để làm Phật Dược Sư để chúc cho chúng ta được sức khỏe và nhiều sức khỏe, và bà con Sóc Trăng và tất cả nói riêng và nói chung cả nước đều ai cũng có sức khỏe. Thì vừa qua vì cái Covid-19 thì chúng tôi đã đình hết một năm không xây dựng được. Thì cho tới giờ phút này, cũng như hôm nay là ngày 29 tháng 2 là ngày âm lịch, tôi rất là vui mừng được tất cả các bà con Phật tử về để chứng kiến cái ngày an vị của tượng Phật. Tôi rất là vui. Tượng Phật Dược Sư có chiều cao 6,8m, nặng 19 tấn, chất liệu bằng đồng và dự kiến giác 88 lượng vàng trên thân Phật. Khuôn tượng được chế tác bởi nghệ nhân Nam Định và được ông Thái Tuấn, giám đốc công ty Tông Huy Viên, giám sát và chỉnh sửa. Theo quan điểm của Phật giáo, Dược Sư nghĩa là thầy thuốc, Lưu Ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt, Quang là ánh sáng, Như Lai là đấng toàn năng. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai nghĩa là vị thầy thuốc thông suốt tất cả y dược của thế gian. Ngài có thể chữa trị tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, về tâm bệnh lẫn thân bệnh. Hôm nay tôi cũng danh dự đến đây dự cái lễ an tọa của Phật Dược Sư, cũng như là của công ty Tân Quy Viên xây dựng một cái Liên Hoa Bảo Tháp. Tôi cũng hy vọng đây là cái cửa ngõ của thành phố, hy vọng một ngày nào đó sau khi hoàn thành thì tất cả khách đến đây tham quan, để cho công ty cũng như
quê hương Sóc Trăng càng ngày càng phát triển. Tôi cũng hy vọng là vấn đề tâm linh là qua tượng Phật, dược sư, thì một ngày nào đó là quê hương Sóc Trăng mình càng ngày càng phát triển, phát triển về mọi mặt, nhất là về kinh tế, cũng như là quê hương mình càng ngày càng giàu đẹp. Cũng trong buổi lễ, ông Thái Tuấn đã trao 200 triệu đồng đến Hòa Thượng Thích Minh Hạnh để xây dựng cầu nông thôn tại thị xã Ngã Năm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư. Cũng có dịp ghé ngang qua đây là cũng rất là cảm ơn trời Phật cho mình giữ cái an vị của Phật dược sư này. Cầu mong cho bá tánh là nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô. Công trình Liên Hoa Bảo Tháp đang trong giai đoạn thi công. Nơi đây hứa hẹn sẽ là địa điểm tham quan hấp dẫn khi du khách gần xa đến tham quan Tân Huê Viên nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. Lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật.